đói và mệt quá đi. Bạn Bắp bị gì mà nhăn nhó dữ vậy? Đói, mình đói quá ra chân dịch ơi. Vậy thì đi ăn đi. Chị Ngọc Lan mời tụi mình đi ăn nhà hàng đó. Hai đứa chuẩn bị xong chưa? Chị Ngọc Lan đặt nhà hàng rồi đó. Chị Ngọc Lan và ra chân dịch đi ăn đi. Bắp không ăn đâu. Bắp có sao không? Chị Lan thấy Bắp mệt mỏi và xanh xao lắm á. Ủa? Tóc của Bắp làm gì mà rụng dữ vậy nè? Bắp không biết. Mấy hôm nay Bắp ăn kiêng để giảm cân mà tóc rụng vậy đó. Ăn kiêng như vậy là không hợp lý rồi. Rụng tóc kiểu này là thiếu dinh dưỡng trầm trọng lắm đó. Bắp không dám ăn gì hết, chỉ ăn chút xíu rồi uống nước thôi. Đầu óc em căng thẳng, mệt mỏi, không có ăn gì hết luôn. Không được rồi, bị stress gọi là cũng làm cho Bắp bị rụng tóc nữa đó. Em sợ lắm, sợ mai mốt rụng hết tóc, xấu xí dữ lắm. Giờ em phải làm sao đây chị Ngọc Lan? Nếu mà sợ xấu á thì mau mau theo chị tới nhà đốc tơ khỏe, mình nhờ đốc tơ khỏe khám rồi tìm cách điều trị dứt điểm cái chuyện này nha. Cơ thể Bắp đang thiếu những thành phần protein, sắt và kẽm thì sẽ bị rụng tóc đó nghe. Cần lâu quá đốc tơ khỏe ơi. Vậy Bắp bị rụng tóc do giảm cân thì có nguy hiểm không đốc tơ khỏe? Rụng tóc không nguy hiểm, nhưng thiếu dinh dưỡng sẽ gây thiếu máu do thiếu sắt, mất cơ bắp, còn có thể dẫn đến suy giảm chức năng não, bệnh tim, trầm cảm và rối loạn chức năng hệ miễn dịch đó nghe. Đốc tơ khỏe, vậy thì bây giờ đốc tơ khỏe có thực phẩm nào để giúp cho Bắp bổ sung dinh dưỡng cho tóc, để cho tóc chắc khỏe hơn không? Có rau chân dịch đây, mời mọi người dùng sinh tố rau chân dịch tốt cho sức khỏe nè. Đúng rồi, thành phần ở trong rau chân dịch là có protein nè, sắt nè, kẽm nè, giúp cho nuôi dưỡng da đầu để làm cho tóc chắc khỏe hơn. Trong im còn có kali, cân bằng nước giữ ấm cho da đầu và nang tóc, ngăn khô và chỉa ngọn. Canxi, mangan, magie, kích thích lưu thông máu, cung cấp dưỡng chất đến các nang tóc làm tóc bóng mượt và khỏe mạnh. Vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3. Vitamin B6, vitamin B9, vitamin E chống oxy hóa, có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của tóc, giúp nuôi dưỡng da đầu và giữ nang tóc khỏe mạnh. Nhưng mà cách dùng rau chân vịt như thế nào để cải thiện tình trạng rụng tóc và để nuôi dưỡng tóc thì phải nhờ Dr. Khỏe chia sẻ cho mọi người biết rồi. Ủ tóc với hỗn hợp rau chân vịt và dầu dừa. 3 muỗng canh dầu dừa đun nóng lên, rồi đổ 100 gram rau chân vịt xay nhuyễn, tắt bếp, đậy nắp. Dùng hỗn hợp này massage da đầu để kích thích lưu lượng máu đến các nang tóc khoảng 30 phút. Sau đó gọi lại cho sạch. Bắp kiên trì dùng điều đặn nha. Ngoài ra thì chúng ta cần phải uống đủ nước nè, tránh bị stress nè và tập thể dục thường xuyên các bạn nhớ nha. Bắp bổ sung thực đơn hàng ngày với món salad rau chân vịt, kem trứng hoặc nấm để cung cấp những chất dinh dưỡng ngăn ngừa rụng tóc nha. Lưu ý khi dùng em nha, những người có vấn đề về thận không nên ăn nhiều. Bắp đã ghi nhớ kỹ lắm rồi. Bắp cảm ơn Dr. Khỏe, chị Ngọc Lan và bạn rau chân vịt nè. Còn bây giờ thì Dr. Khỏe và Ngọc Lan cùng các bạn nhỏ xin phép được chào tạm biệt. Bye bye.